tham quan chùa Bro Lon, chùa của người Khmer nha. Ở đây là dân địa phương gọi là chùa Chén Kiểu, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tổng thể là đây cổng chính, qua đây chánh điện, nhà sàn, trường Phật học, khu tượng Phật, trai đường, kim tháp. Đây con gái Khmer ha. Rất là nhiều người tham quan ấy chứ ha. Tài sản của công tử Lực Bạc Liêu được nhà chùa mua lại năm 48. Đây coi
thấy chùa rộng quá xác. Để quay qua cái ông Phật. Đây có cái nhà gỗ. Anh đây tham quan tháp này kia.
điểm. Trời ơi. Hết tới đường ra. Mua số hả? Mua số hả?